thưa quý vị, chúng tôi Đài Truyền hình Việt Today đã rất cảm động và vui mừng chứng kiến những tấm gương sáng trong học tập của thế hệ trẻ Việt Nam vùng Bay nhận được sự khích lệ của cộng đồng chúng ta. Hy vọng các em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để mang lại niềm tự hào cho gia đình và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Và kính thưa quý đồng hương, vào buổi tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2013 đã diễn ra buổi tiệc gây quỹ có tên gọi Bữa cơm tình thương của Hội Bác ái Francisco tổ chức để thể hiện tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách. Bữa tiệc đã được tổ chức tại nhà hàng Peony, tọa lạc tại số 388, đường số 9, thành phố Auckland. Từ lúc 6 giờ chiều, các quan khách đã tới rất đông và dành nhiều thời gian chụp hình lưu niệm, trao đổi về những hoạt động của hội suốt 10 năm qua, cũng như được cung cấp thêm hoàn cảnh của các em mà chính các quan khách đã từng cứu giúp hoặc những gia đình em bé đang gặp hoạn nạn, cần được sự giúp đỡ khẩn thiết trong chuyến đi về Việt Nam sắp tới của hội. Cũng trong dịp này, Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng đã cho chúng tôi biết thêm về các hoạt động trong suốt thời gian qua. Mỗi năm thì Hội Bác ái Francisco có thể giúp được khoảng 300.000 người thưa quý vị. Chúng tôi có các thượng tọa, đại đức, ni sư, các linh mục, các nữ tu làm việc bác ái từ thiện với hội ở khắp mọi nơi ở trong đất nước Việt Nam, ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng như ở bên Campuchia, với 44 làng người Việt Nam sống đói khổ ở Phnom Penh, Bắc Tam Bang, Siem Reap, Công Quan Tràm. Thưa quý vị, bàn tay Bác ái Francisco là cái nhịp cầu đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất. Và cho đến giờ phút này thì xin được tổng kết là mỗi năm khoảng 300.000 người được giúp đỡ. Và trong nhiều năm qua thì Hội Bác ái Francisco đã giúp đỡ được cho trên 2.500.000 người. Chúng tôi xin nói lời cảm ơn chân thành. Nếu không có quý vị đóng góp giúp đỡ, chúng tôi không làm được. Là bởi vì chỉ có chúng tôi là cái nhịp cầu sẽ ra sức và dùng công sức của chính mình để bảo đảm số tiền đóng góp đó được đến trao tận tay những người nghèo khổ bất hạnh. Và chúng tôi rất là vui mừng để cùng với quý vị mang cơm áo, y tế và giáo dục để giúp đỡ trẻ mồ côi khuyết tật và bệnh nhân phong cùi ở Việt Nam đang sống đói khổ và mong được tình yêu thương của quý vị. Để chuẩn bị một cái bữa cơm tình thương Bác ái Francisco như thế này thì xin cảm ơn trước hết là tấm lòng hảo tâm của quý vị Mạnh Thường Quân đã đáp ứng nửa lời mời gọi qua Đài Truyền hình Việt Today, qua các media truyền thanh khác nhau, cũng như là tấm lòng ưu ái cũng như các cộng tác viên ở nhiều nơi. Chỉ riêng bữa cơm Bác ái tình thương như thế này thì chúng tôi có khoảng trên dưới 100 người trong cái volunteer tình nguyện để đi mời gọi, để cùng làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng mà chúng tôi rất là vui mừng là bởi vì chúng tôi sẽ cố gắng làm hoàn toàn trách nhiệm của mình để chuyển tình yêu thương đó về, đóng góp đó về đúng nơi đúng chỗ, để bảo vệ hoàn toàn 100% số tiền đó gửi đúng tay cho những người nghèo khổ bất hạnh. Chúng tôi chỉ có quan niệm như thế này, đây là một cái triết lý của tôi, sự đóng góp là tùy vô ơn trên ban xuống và do tấm lòng hảo tâm của quý vị Mạnh Thường Quân, cho nên được nhiều hay được ít thì cái đó cũng không quan trọng cho bằng cái sự trách nhiệm của Hội Bác ái Francisco sẽ bảo đảm mọi sự đóng góp đều trao đến cho tận tay người nghèo. Với sự góp mặt của khoảng 350 người đã tạo ra một bữa tiệc bác ái trong không khí ấm áp và vui vẻ. Bài hát Xin mở rộng vòng tay do ban tổ chức và tất cả các quan khách cùng hòa ca đã mở đầu cho buổi tiệc gây quỹ. Ngay sau đó, việc gây quỹ được thực hiện ngay bằng chương trình giúp trẻ mồ côi một đồng một ngày, được quan khách ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh đó, các chương trình cần sự giúp đỡ nhiều hơn như giúp giải phẫu tim cứu sống khẩn cấp các em nhỏ, với số tiền là 3.000 Mỹ Kim một trường hợp, và xây nhà tình thương với số tiền là 1.500 Mỹ Kim cũng nhanh chóng được hỗ trợ bởi các thiện nguyện viên và khách tới bữa tiệc. Lòng nhiệt tình kêu gọi yểm trợ của các ca sĩ tham dự chương trình đã làm cho bữa tiệc từ thiện trở nên ý nghĩa. Ca sĩ Phương Hồng Quế đã chia sẻ với Today TV. Mà lần đầu tiên đến Auckland với chương trình Hội Bác ái Francisco tổ chức, thì Phương Quế thấy rằng tuy rằng người Việt ở Auckland ít, nhưng mà cái tấm lòng người Việt ở Auckland rất là bao la. Vì một cái ngày chủ nhật là ngày mai mọi người phải đi làm mà đã có mặt rất là đầy đủ. Và một cái điều quan trọng nhất là quý vị đã đóng góp rất là nhiều
cho cái chương trình gây quỹ ngày hôm nay thì Phương Quế rất là vui, cho hội cũng như là Phương Quế cũng vui vì mình góp được tiếng hát mình, và Phương Quế cũng đã từng giúp đỡ hàng tháng và cũng nuôi một trẻ em mồ côi. Dạ, cho nên là đây là một công tác từ thiện mà cha Trịnh Tấn Hoàng đã bỏ rất nhiều tâm sức và anh chị em trong hội bỏ rất nhiều tâm sức. Mong rằng quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho hội Bác Ái Francisco. Đến Auckland từ một thành phố khác để ủng hộ cho chương trình hội Bác Ái Francisco, chị Mai đã tâm sự. Mình nghĩ là đem đến, gửi đến một ít cái thiện nguyện của mình đã đem về cho mấy em ở Việt Nam, tại mình nghĩ mình cũng có con nhỏ ở đây đó, thành ra hai vợ chồng mình cũng hơn 10 năm nay cũng gửi tiền về cho nuôi, gửi tiền về cho sơ Diệp ở Việt Nam hơn 10 năm nay, hàng tháng là cứ gửi về cho sơ để sơ nuôi mấy em. Chúng tôi hy vọng càng ngày sẽ càng có nhiều các mạnh thường quân và quý đồng hương đồng hành cùng hội, không những để mang lại sự sống, niềm vui cho các số phận kém may mắn, mà còn đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho hàng triệu người khác trong hoàn cảnh vô cùng éo le. Mọi chi tiết xin liên hệ Hội Bác Ái Francisco, số điện thoại 714-213-1111, hoặc mời quý vị đón xem chương trình của hội vào lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Tư hàng tuần trên đài Việt Today. Thưa quý khán giả, vừa rồi là những hình ảnh sinh hoạt cộng đồng vùng Bay của Việt Today thực hiện trong tuần qua. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức, hội đoàn và đồng hương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho anh chị em phóng viên khi thực hiện chương trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mai Linh xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình sau. Nam Minh xin kính chào quý đồng hương. Xin thay mặt đài truyền hình Việt Today chân thành cảm ơn sự bảo trợ đặc biệt của Việt Shopping TV và Deluxe Cargo San Jose đã tài trợ cho đài truyền hình Việt Today thực hiện phóng sự sinh hoạt cộng đồng Việt Nam hải ngoại miền Bắc California trong suốt thời gian qua. Nam Minh kính mời quý đồng hương đến ủng hộ mua hàng tại Việt Shopping TV hoặc đến Deluxe Cargo San Jose để gửi hàng, gửi quà về Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc quý đồng hương sẽ là người gián tiếp tài trợ cho chương trình phóng sự sinh hoạt của cộng đồng người Việt vùng Bay do Viettoday thực hiện. Viettoday Shopping và Deluxe Cargo San Jose tọa lạc tại 1625 Tolley Road, Suisse, thành phố San Jose. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 408-729-1111 hoặc gọi số tổng đài miễn phí 1-888-504-0888. Xin chân thành cảm ơn. Từ độ cao 3.776m, núi Phú Sĩ là nơi chứa ẩn những điều kỳ diệu và bí ẩn nhất của thiên nhiên. Nơi đây có một loại đông trùng hạ thảo đỏ cực hiếm được người dân Nhật Bản săn tìm hàng năm. Red Cordyceps Extract được thu hoạch thủ công như thế, nên mỗi năm chỉ có 20.000 chai xuất ra thị trường thế giới. Đây là loại dược thảo quý nhất được người Nhật ưa chuộng. Tại thị trường Hoa Kỳ, Red Cordyceps Extract được độc quyền phân phối bởi công ty Natural World. Tin vui, mua một chai đông trùng hạ thảo đỏ tặng một hộp sữa Ensure, mua 3 chai đông trùng hạ thảo đỏ được tặng ngay thêm một chai đông trùng hạ thảo đỏ nổi tiếng thế giới. Hãy đến ngay Viettoday Shopping để nhận quà tặng giá trị. Vui lòng gọi số phone 1-888-504-0888 hoặc vào website vietshoppingtv.com để biết thêm chi tiết. Hãy mua Red Cordyceps Extract ngày hôm nay để tận hưởng hiệu ứng tinh túy của thiên nhiên đối với cơ thể con người. Chúng tôi hân hạnh là nhà bảo trợ độc quyền cho chương trình phóng sự cộng đồng Việt Nam miền Bắc California.